Lạnh ha. Mấy game này anh cận quá. Bao mấy game rồi đó. Phải hết người. Quá, người quá à. Dạ.
cái người già thì cũng coi là đánh đường nó về cơ bản ra đánh đường được cái rồi đánh thì thế rồi đó mà nó chơi nghiền vậy chơi 50 xe mà chơi vui thôi nhưng mà ta cứ nghe nói bây giờ đây nó mở mấy cái chỗ đào bên xe già gì nó cầm hơn có lâu rồi nhưng mà vô mẹ nó thuốc thôi được rồi thằng Mỹ nó mướn cái khách sạn nó bắn đó rồi đúng rồi nó mướn họ như mà đây là Royal Bay gì đây không nó bắn nó rụng chết trời mà nó già lắm nó già lắm rồi già nó để lại tiền cái gì nữa trước khi nó bắn nó chỉ cho ngồi nó chỉ kia nữa nó chỉ 100 ngàn già mà hồi nó xưa cao đi người xưa nó ngồi nó suy nghĩ sao nó đã tắm đó rồi đó nó có nhiều cái plan rồi nhưng mà nó không mướn được mấy cái phòng đó lần trước á thì này nó mướn hai cái phòng một chữ ai mà hai cái snack rồi cái kho lại được nó đi qua bên đi lại được cửa nó mở ra được hay sao không nghe nói gì nó băng bè cái cửa kính với bạn đúng rồi để nó đi qua đi lại phải không không để nó chồng súng nó băng nó súng nó có trụ mà đúng rồi. Nó có cái bê á thường thường súng của nó làm lại nó mới bắn được nhiều như vậy bây giờ nó chơi nó chưa hiểu được tại cái động motivation của nó tại nó có tiền tức là nó không có mạnh giống như nó mất mạnh xã hội thì không thấy đâu tìm ra được giàu nữa nghe ít ra nó cũng là triệu phú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.